Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh HNT Mobile nha. Và các bạn ơi, cái nick này của mình hiện tại là level 18 nha. Và đây là cái hành trình của mía của mình luôn. Nhiều bạn lại không có biết cái chỗ để nhận quà của cuộc đua Heroic. Sau khi mà các bạn đã đua xong thì HNT cũng chia sẻ với các bạn. Anh em hãy nhìn bên góc tay phải nha, các bạn hãy chọn và kéo xuống. Ở đây thì mình đã bế được cái thành viên này rồi nè. Wow, thuộc dòng Heroic và là một anh đại rất là đẳng cấp luôn. Con thứ hai thì Zombie. Wow, hết sảy nha anh em ơi. Hành trình cùi mía của mình, nhưng mà cái team mình sau khi mà nhận được cái thành viên này về rồi thì không hề cùi mía tí nào đâu nha. Ui trời, còn sói qua đầu luôn. Oh my god, một nhân vật rất là đẳng cấp mà mình rất là kết luôn ấy. Rồi tiếp theo thì hai anh ta sẽ đến với có một cái sự kiện mới đang chờ anh em mình. Thu hoạch nhẹ đi vài cái để chơi sự kiện luôn nha mọi người ơi. Chỗ này thì anh em mình sẽ ưu tiên đưa nhẹ cái thành viên này ra ở đây đi ha. Chỗ này luôn ha. Rồi một bé. Tiếp theo thì anh em mình sẽ up cái con Heroic nha mọi người. Đây, sau khi mà đưa em ấy về thì em ấy sẽ nằm trong một con rồi. Các bạn chú ý nha, vô cái chỗ này, các bạn vô cái thùng này và sau đó chúng ta sẽ bế thêm thành viên Legan Daisy. Ôi chà chà, nâng cấp cái nhà lên tốn 30 viên game. Nhưng mà ở đây thì mình đang muốn review cho các bạn xem về cái nhân vật này, cho nên mình sẽ tốn là 14 viên game để có thể là đẩy nhanh cái quá trình này nha anh em. Đó, chơi gọi là tốn tiền luôn. Anh em mình hết chỗ rồi, bây giờ mình sẽ bán bớt cái con này đi để cho anh em chúng ta có chỗ mà cho cái con Heroic ra nha. Đây, hàng cực VIP luôn anh em ơi. Wow, hết sảy. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cho nó ăn nha. Level 19 các bạn ơi, anh em mình lên tầm cao mới liền luôn. Sau khi mà bế cái thành viên siêu dễ thương này lên level thì chắc có lẽ là anh em chúng ta sẽ trở nên đẳng cấp hơn rất là nhiều. Rồi, con này mình cho nó lên tầm khoảng level 20 nha. Và bạn nào mà chưa có đăng ký kênh thì anh em chú ý nha. Đây, bấm nhẹ vô cái nút đăng ký ủng hộ cho HNT với. Đây là kênh YouTube thứ hai của mình. Và đây là kênh HNT Mobile nha anh em ơi. Rồi, em này là Heroic đầu tiên của mình luôn, cho nên mình rất là ưu ái chú ấy. Wow, level 20 rồi. Bây giờ mình sẽ đổi tên cho chú ấy nha mọi người. Rồi, bạn nào mà xem trên điện thoại thì các bạn hãy kéo nhẹ xuống dưới video, sẽ có cái nút subscribe, cái nút đăng ký kênh nằm bên góc tay phải nha. Rồi, anh em hãy đăng ký ủng hộ cho HNT với nha. Bây giờ thì bé này nó sẽ có tầm khoảng 4 chiêu nha mọi người. Wow, anh em mình không có đi luyện chiêu được hả ta. 19 nè, lên cấp luôn. Rồi, lên cấp 19 anh em chúng ta có thể mua con này với giá 200, nhưng mà chắc hẳn không ai mua đâu ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với cái khu vực để test chiêu đi. Đầu tiên em mình sẽ đi test chiêu cho cái bé yêu này. Quét. Wow. Chỗ này thì mình cần phải có 3 con, nhưng mà ở đây thì mình chỉ mới review cho các bạn xem về nhân vật Heroic thôi. Đó. Một anh bạn gọi là mạnh nhất team. Có con này là team mình không sợ bất kỳ ai luôn. Đây, cho team bạn thấy sức mạnh của cái thành viên Heroic mới. Bé này thì có tầm khoảng 4 chiêu nha mọi người. Mỗi chiêu thức của chú ấy đều tạo ra lượng sát thương siêu khủng hết luôn. Đây, cho các bạn xem 4 chiêu này thì nó ngang nhau nha. Ở đây thì mình sẽ xài thử từ chiêu Run Ball 7 sắc cao vòng để sát thương gây ra là tầm khoảng 6.900. Rồi, bây giờ đến với nhân vật gọi là chiến đấu để giành tiên vàng. Wow, anh em mình ngó sơ thử coi. Mười tám chín mười. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ có 3 chiêu. Ở đây mình sẽ sử dụng từ chiêu 1 đầu tiên là mặt răng 6.700 nha. Rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với từ chiêu Run Ball. Chiêu này thì 6.300. Chiêu này sẽ là đam thấp hơn ha. Rồi thì chiêu này là chiêu băng nha mọi người. Wow, 6.300, vậy là cái chiêu đầu tiên nó sẽ đam to hơn một tí ha. Rồi anh em mình lên được một cái chữ mới nè, chữ trên trừ. Đó. Cửa ải tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với
Wow, ngó sơ thử đội hình này cái nữa ta nè. Ây cha cha. Rồi, ca này thì mình sẽ nhờ đến nhân vật Heroic đi nha mọi người ơi. Ui, con này thì phải nói rằng sức mạnh rất là bá đạo luôn. Hiệu ứng thì khỏi bàn rồi. Đúng. À, mới level 20 thôi nha, một mình cân 3 thành viên luôn. Rồi, ở đây thì nên chúng ta không đánh được nữa rồi ha. Anh em mình lần này sẽ đến với cái chỗ đó chính là khu vực list. À, khu vực list đi. Đây rồi, mang hàng nóng vô anh em ơi. Heroic. Ui chà, bây giờ đã lên tới chữ C rồi. Sau khi mà lên tới chữ C thì anh em chúng ta sẽ được tăng một cái đẳng cấp mới nha. Sức mạnh cũng như là lượng đam sẽ tăng lên thêm 1 phút nữa. Bây giờ thì mình sẽ thử mang cái con này ra. Rồi, thì chiêu mặt. Ô lộc, cái này là chiêu đất. Không phải đất mà làm quơ. À thì chiêu quơ hay gọi là chiến tranh ấy. Lẫm luôn. Chiêu này thì sẽ được đam với những cái thành viên mà sở hữu từ chiêu đất nha. Lại nữa, một mình cân 3 anh em ơi. Chắc có lẽ là sẽ sớm lên thêm một cái chữ mới nữa luôn á. Rồi, cố lên. Có công mày sắt thì sẽ anh em mình sẽ có ngày nên xà beng thôi các bạn ơi. Wow, lụm nhẹ với nhân vật Gandhi. Đây rồi. Ca này thì cũng hơi khó, mình sẽ nhờ đến cái bé yêu này nha. Bế thử coi. Bế không nổi luôn. Gọi là mát chữ rồi mà bế không nổi luôn á các bạn. Rồi lụm nhẹ nè. Wow, ngon lành cành đào luôn. Victory 3 hiệp nha. Ôi chà chà, xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái hiệp thứ ba nè mọi người ơi. Rồi ở đây thì nên chúng ta sẽ có được cái gì đây? Mới vô thì sẽ cho nhân vật thì chiêu mặt trăng được tăng sát thương 15.000. Ôi, vậy là chiêu mặt trăng này đam rất là khỏe đấy. Đó, 7.000, 8.000. Rồi anh em mình lên tới cái chữ C rồi nè. Sau khi mình lên tới chữ C thì sức mạnh mình tăng thêm 1 bậc nữa. Lắm. Wow. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài nha. Anh em mình lần này sẽ đến với một cái khu vực nữa là khu vực Arena. Lần này thì Heroic không được vào rồi. Chia buồn với các bạn luôn. Anh em chúng ta không được review trong khu vực này rồi ha. Rồi cố lên anh em ơi. Đầu tiên thì anh em mình vẫn được tăng đam nè. Đó. Tăng đam, tăng hậu báo, trừ mẫu giáo rồi lên. Rồi nhưng mà sau đây thì mình sẽ đến với cái nhân vật. Nhân vật này của mình thì nó được 1 sao rồi. Thuộc dòng giống đó chính là Legend, thuộc dòng hệ gió. Ten 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 ten. Sức mạnh vô cùng ghê luôn. Rồi lượng sát thương tăng gấp đôi nữa nè. Có con này đi, anh em chúng ta cũng khá là yên tâm trong mọi trường đấu trường ha. Wow, cuối cùng thì chúng ta đã lên được một cái tầm cao mới, đó chính là chữ A4. Lên màu vàng rồi nha. Màu vàng này sức mạnh được tăng đáng kể rồi đó. Không có giỡn với cái bé yêu này của mình được đâu. Rồi, bạn nào mà ghẹo ghẹo là mình bế đi luôn đó nha. 20.000 máu. Ui chà chà. Rồi, ca này thì chúng ta sẽ đến với cái chữ gió đi. Sky. Sky các bạn ạ. Ôi, bây giờ thì chúng ta sẽ xài chiêu lửa đó nè. Con này một mình cân 3 không biết nổi không. Cái ca này nó cũng hơi rác đấy. Bé này thì level 35 ha, à 20 chứ. Level mới 20 thôi. Lượng máu thì tầm khoảng 10 giờ 19.000. Wow, ổn không anh em ơi? Ôi ổn nè. Trời ơi, một mình chú ấy vẫn đảm nhiệm được cái nhiệm vụ là cân 3. Không thể tin được. Đó, cái độ lầy lội của anh em mình ghê chưa, ghê chưa. Bây giờ thì team mình lên tới level hiện tại là level rồi, team của mình là level hiện tại 19 rồi các bạn. Sau gọi là một khoảng thời gian vất vả, anh em chúng ta cũng đã lên được một cái tầm rất là cao ha. Rồi, level 19 của cả team. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bế nhẹ cái này đi ha. Bế nhẹ thành viên Bunny. Rồi, hành trình này là hành trình của mía nha anh em ơi.
Hành trình này là mình chỉ phát trên cái kênh gọi là HNT Mobile thôi. Đó, đồ đàm nữa rồi, lại nữa rồi. Còn gì nữa đâu mà bế giới buồn. Nhân vật này là Silly. Anh em mình chơi được luôn ấy. Rồi, một thành viên nữa. Ngon lành chưa? Hai hẹp luôn. Bây giờ là đến với cái hẹp thứ ba. Thứ tư, cái hẹp thứ tư các bạn. Cái hẹp thứ tư này thì chúng ta, nếu như mà win thì mình sẽ nhận được một cái phần thưởng khá là thú vị. Hình như là mình mở được chiếc rương thì phải ấy. Rồi, lắm. Wow, MVP. Ui, chú còn muốn giành MVP nữa hử? Ngon nha. 16.000 một hit dam nha các bạn. Lách xảy luôn. Pha này thì anh em chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu mặt trời. Ui, con rồng này giống cái con rồng Legend Daisy nè. Ui chà. Rồi rồi. Giờ thì còn tầm đây các bạn ơi, mình bế được rương may mắn nữa nè. Rồi, ngon lành nha. Ok, 20. Rồi, tới luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bế tay bàn nha. Lượng sức mạnh đang được tăng nè. Đó. Wow, ngon lành nữa rồi. Ôi cha cha. Hết sảy các bạn ơi. Victory nha, vẫn còn được một hiệp nữa. Thôi chà chà, chiến cho anh em xem luôn ha. Wow, ca này thì 18 ha. Ui, con này nó khỏe hơn rồi nè. Nên chúng ta phải bế lượng máu trước rồi sau đó mình mới xài được cái thành viên này nha. Đây rồi. Rồi, sau đây thì chúng ta đã bế thành công được tên bạn rồi nè. Đó, đây mình phải nói là quá mạnh rồi. Và anh em ơi, ở đây thì anh em chúng ta sẽ xây nhà nha. Anh em chú ý nè, các bạn cần phải xây cái ngôi nhà lên để cho chúng ta sẽ... Đây, nhà này sẽ giúp anh em chúng ta có thêm tiền ấy. Đó, thêm vàng. Rồi, và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập ha. 3 tập tiếp theo, anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.